Xin được chào mừng các bạn đã đến với kẹo dâu.net. Để nghe phiên bản đầy đủ dài 7 tiếng của audiobook này, các bạn hãy truy cập vào đường link được đặt ở phần mô tả video hoặc dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bài thực hành số 23: Cách đối phó với đau khổ. Đối mặt với đau khổ tốt hơn là tự lừa dối mình. Câu trích dẫn từ Seneca. Một người bạn của tôi đã tự tử vài năm trước. Thực sự vẫn rất khó khăn để chấp nhận điều đó. Nhưng tôi đã vượt qua nỗi đau đã theo tôi trong một khoảng thời gian dài. Bạn có lẽ cũng hiểu được cảm giác này. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ bị cho là những người kìm nén cảm xúc. Nhưng điều đó không đúng. Họ đối mặt với cảm xúc ngay tại thời điểm đó thay vì trốn tránh chúng. Rất khó để kìm nén. Vì chúng ta không thể tránh khỏi buồn đau khi biết tin người thân yêu qua đời đột ngột. Đó là phản ứng tự nhiên. Cuộc sống không thể tránh khỏi đau khổ, Seneca nói, mà phần lớn đến từ sự mất mát. Đôi lúc, nỗi buồn là cần thiết. Theo Seneca, nên cho phép sự đau khổ khi lý trí của ta không quá thờ ơ hay kích động, mà ở trạng thái yêu thương thay vì bị rối loạn. Ta cho phép mình khóc, và cũng để cho mình tự ngừng khóc. Ta cũng có thể thở dài miễn là ta biết điểm dừng. Marcus Aurelius nói rằng, bởi vì, đến một lúc nào đó, hậu quả của đau buồn còn đáng sợ hơn bản thân nỗi buồn. Như người ta nói, nếu bạn cảm thấy bản thân mắc kẹt, thì đừng đắm chìm mãi. Hãy đối mặt với cảm xúc và hãy thoát khỏi cảm xúc ấy. Nếu không, đến một lúc nào đó, cảm xúc tiêu cực sẽ nối tiếp nhau kéo đến. Bạn sẽ thấy tồi tệ khi kiệt sức vì đau buồn và điều này sẽ càng khiến bạn thấy tệ hơn và mọi thứ cứ tiếp tục như vậy. Bạn sẽ mãi cảm thấy bị mắc kẹt. Điều chúng ta có thể làm là tận hưởng những phút giây đã trải qua với người đã khuất. Thay vì thương tiếc cho cuộc đời, ta có thể chọn cách thấy biết ơn vì những phút giây bên nhau. Ta vẫn sẽ buồn, nhưng đồng thời sẽ thấy biết ơn. Đối với Seneca, vũ khí tốt nhất để chống lại sự đau buồn là lý trí, bởi vì vận mệnh không ngừng khiến ta khóc, nhưng lý trí thì khiến ta ngừng khóc. Thử hỏi, người đã ra đi có muốn bạn chìm đắm trong đau khổ hay không? Và nếu có, thì người đó không xứng đáng để bạn rơi nước mắt và bạn nên ngừng khóc. Còn nếu không, và nếu bạn yêu quý cũng như tôn trọng người đó, thì bạn nên ngừng khóc. Và cũng nên nhớ rằng, mọi thứ không quay lưng với bạn. Đừng nghĩ rằng bạn bị ghét bỏ. Vũ trụ không quay lưng với bạn. Vượt qua nỗi đau là rất khó khăn, nhưng không có lý nào phải chìm đắm mãi như vậy. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Bên cạnh đó, với tư cách là những người thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, ta đã chuẩn bị cho điều này xảy ra khi ta thực hiện bài thực hành tưởng tượng tiêu cực và chiêm nghiệm về sự vô thường. Vậy thì đó là bản thân ta. Vậy còn khi người khác đau buồn thì sao? Chúng ta sẽ làm gì? Epictetus nói rằng chúng ta nên cẩn thận để không đồng hóa với nỗi đau của người khác. Chúng ta nên thể hiện sự cảm thông và thậm chí có thể cùng người đó rền rĩ. Khi làm như vậy, hãy cẩn thận không để mắc kẹt trong đống cảm xúc đó. William Irvine từng nói, chúng ta nên giải tỏa sự đau buồn thay vì giữ kín trong lòng. Ông tiếp tục, nếu một người bạn đang đau buồn, mục tiêu của chúng ta là giúp người đó vượt qua nỗi đau, thậm chí có thể giả vờ sướt mướt cùng họ. Nhưng nếu chúng ta thực sự đồng hóa với nỗi đau ấy, thì không những không giúp ích gì cho người đó, mà thậm chí còn khiến ta bị tổn thương. Việc giả vờ sướt mướt khác với việc thực sự cảm nhận nỗi đau và tự khiến mình đau khổ. Bạn đang cố gắng giúp đỡ người đó mà không để bản thân gặp nguy hiểm. Giả vờ sướt mướt không sao cả, miễn là đừng có sướt mướt thật. Chỉ cần ở bên cạnh và cho người đó biết rằng bạn hiểu mà, buồn cũng không sao đâu. Người ta nói với bạn mỗi khi bạn lên máy bay rằng hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước. Nếu bạn không thở được thì làm sao có thể giúp cho người khác, và bạn không thể giúp đỡ người khác khi bạn đang vật lộn trong đau khổ giống như họ.
Xin được gửi lời cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng cộng đồng kẹo dâu.net. Để nghe phiên bản đầy đủ của audiobook dài tổng cộng 7 tiếng này, các bạn hãy vào fanpage hoặc kênh YouTube Trở Lại Làm Người. Phiên bản đầy đủ và từng phần của cuốn audiobook này, định dạng PDF để in sách, định dạng EPUB và Mobi để đọc trên ebook reader, cũng như các nội dung khác về Stoic sẽ được upload lên website kẹo dâu.net trong tháng 8 năm nay. Bật mí với các bạn một chút nhé. Kẹo dâu.net đã có hơn 60 video khác về Stoicism đã được viết sắp rồi đấy. Chúc các bạn sớm lĩnh ngộ được những điều hay lẽ phải trong cuộc sống khi đồng hành cùng kẹo dâu.net của chúng tôi nha. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.